Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Showbiz. Trong phần tin Showbiz hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một số phim vừa được phát hành trên Netflix. Bộ phim đầu tiên Avatar The Last Airbender dựa trên loạt phim hoạt hình ăn khách cùng tên lấy bối cảnh giả tưởng, nơi con người có thể kiểm soát một trong bốn nguyên tố nước, đất, lửa, không khí và sinh sống ở bốn quốc gia tương ứng: thủy tộc, phong tộc, thổ quốc và hỏa quốc. Trong thế giới đó, có một chức danh đặc biệt tên là Airbender, Thế Thần, có thể điều khiển tất cả các nguyên tố, mang trọng trách giữ gìn hòa bình giữa bốn quốc gia. Thế nhưng Thế Thần đã mất tích hơn 100 năm. Trong thời gian đó, mọi thứ đã thay đổi khi hỏa quốc tấn công và tiêu diệt phong tộc, bước đầu âm mưu chinh phục cả thế giới. Nội dung phim theo chân An, một vị Thế Thần trẻ tuổi, trong hành trình làm chủ bốn nguyên tố để khôi phục lại sự cân bằng cho thế giới. An nhận được sự giúp đỡ của hai anh em thủy tộc tìm cách chinh phục ba nguyên tố còn lại để hạ bệ hỏa vương và chấm dứt chiến tranh. Phim Avatar The Last Airbender dài 8 tập được giới phê bình chấm 59 điểm. Bộ phim thứ nhì Einstein and the Bomb, phim tài liệu về nhà vật lý thiên tài Albert Einstein, người được xem là cha đẻ của năng lượng nguyên tử. Nội dung phim thuật lại mối quan hệ phức tạp giữa Einstein với Hitler, những sự kiện xảy ra sau khi ông trốn khỏi Đức Quốc, sang Hoa Kỳ sinh sống và làm việc, dự án chế tạo bom nguyên tử của Mỹ và hậu quả tàn khốc của nó. Bộ phim khám phá những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Einstein và những thành tựu của ông đã thay đổi tiến trình lịch sử của nhân loại ra sao. Phim Einstein and the Bomb do đài BBC của Anh Quốc sản xuất được giới phê bình chấm 88 điểm. Cuối cùng là phim Everything, Everywhere, All at Once. Nhân vật chính Evelyn Wang, một phụ nữ Trung Quốc nhập cư, chủ tiệm giặt ủi, có ông chồng nhu nhược, người cha dần lú lẫn và cô con gái khắc khẩu. Những lo toan cơm áo gạo tiền dần khiến bà ngày càng cấu bẳn. Đã vậy, năm hết Tết đến, bà còn phải đau đầu tính toán các khoản thuế để đấu trí cùng nhân viên sở thuế. Một biến cố khiến mọi nhận thức về thế giới này của bà thay đổi. Hóa ra có hàng triệu triệu phiên bản khác nhau của Evelyn đã đang và sẽ tồn tại. Bà phải học cách đi xuyên các thế giới, vận dụng mọi kỹ năng mà những phiên bản khác đang có để chống lại cái ác. Phim Everything, Everywhere, All at Once xếp loại Restricted được giới phê bình chấm 94 điểm. Một tin vui thưa với quý vị, dạo này trào lưu điện ảnh mang hơi hướng của châu Á hơi nhiều trên Netflix, đây là một tin vui. Yep. Tuần này tới hai bộ phim mang hơi hướng của châu Á. Bộ phim đầu tiên tuần tự điểm từng phim, một bộ phim đầu tiên Airbender, phim này The Last Airbender, phim này thì dài tới 8 tập. Lưu Minh Châu đã xem được mấy tập và đánh giá như thế nào? Minh Châu xem được 3 tập anh Thanh Tâm. Cái series này coi cũng được anh Thanh Tâm, vì nó cũng là một cái phần làm lại của phim hoạt hình. Mình Châu có coi sơ sơ phim hoạt hình thôi, và có một phần cái phim movie này nó ra năm 2008 hay gì đó thì phải, mà Minh Châu không có thích. Nhưng mà cái series này Minh Châu thấy nó gần với lại cái phim hoạt họa hơn. Từ cái hình ảnh nhân vật á, những cái diễn viên mà họ chọn á, Minh Châu thấy rất là giống với lại cái phim hoạt họa gốc, Minh Châu thích. Và cái bối cảnh phim cũng rất là đẹp. Cái câu chuyện cũng mượt mà, họ được kể khá là dễ tin anh, vì cái phim này là dạng như viễn tưởng đó, okay. Fantasy. Nói chung là Minh Châu thích bộ phim này, còn anh? Thưa với quý vị, là quý vị còn nhớ cách đây không lâu thì Netflix đã thực hiện một cái phim live action chuyển thể từ hoạt hình rất là ăn khách. Đó là cái bộ phim One Piece. Thì cái bộ phim nó thành công ván dội, cho nên là Netflix mới thừa thắng xông lên tiếp tục thực hiện một cái dự án phim hoạt hình live action nữa. Đó là cái loạt phim The Airbender này. Airbender này thì là dựa trên một bộ loạt phim hoạt hình của Nickelodeon. Thì những gia đình nào mà có con nít nhỏ nhỏ chắc là biết cái loạt phim này. Tâm thì hoàn toàn không biết, tại vì không có xem hoạt hình của Nickelodeon. Cái loạt phim này thì mới đầu Thanh vừa nghe qua, Thanh nghĩ là ở cái phim này phim con nít nó vớ vẩn quá, không muốn xem. Nhưng mà thấy bà con quảng cáo rầm rộ quá, mà bộ phim này nó là đứng đầu của Netflix trong tuần này tại mấy chục quốc gia trên thế giới, 70 mấy nước là phim number one. Thì mình cũng ok xem thử. Thì thật quả đây là bộ phim dành cho con nít, nhưng mà nó cũng có những cái nét hấp dẫn riêng. Chứ không phải là phim con nít là không hấp dẫn nha. Phim này dành cho con nít, nhưng mà không phải con nít nhỏ xíu, con nít nó cũng phải là mười mấy tuổi đó. Bắt đầu lớn chút xíu rồi, thì cũng có một vài cảnh yêu đương tán tỉnh này nọ. Thì cái bộ phim, Thanh Âm lạ một điều là không ngờ là những bộ phim hoạt hình của Hollywood mà họ lại
lấy một cái bối cảnh châu Á phương Đông tới như vậy, mình cũng thấy ngạc nhiên. Và cái câu chuyện rõ ràng là câu chuyện đậm cái nét viễn tưởng của phương Đông, cũng là cái mộc thủy hỏa thổ này nọ rồi. Cái tình tiết câu chuyện nó cũng lạ, so với con nít như vậy là cái tình tiết này nó khá gây cấn nha. Nhưng mà thật sự mà nói thì ngoài những cái tình tiết lạ lạ nó cũng thú vị đó, tại vì nó quá trẻ con đối với mình, cho nên cũng chỉ xem được có ba tập thôi, thành ra coi cho biết để mà có chuyện bàn hưu tán vượng với Minh Châu chứ không phải là phim của Thanh Tâm. Thì giới phê bình thì cho bộ phim này có 50-60 điểm, thế nhưng khán giả thì cho bộ phim này 80+ điểm. Giới phê bình thì họ nói là bộ phim này có cái hay đó là nó có những cái nét mới, tạo được cái sự tươi mới so với lại cái phim hoạt hình ngày xưa. Rồi cái nhân vật, những cái diễn viên trong cái loạt phim này đó thì họ chọn cũng rất là giống và giống với lại cái nguyên bản phim hoạt hình. Nhưng mà những cái điều mà họ chê thì họ nói là cái bộ phim này có vẻ kể một cách gấp gáp quá, cho nên là tình tiết nhiều khi nó hơi lộn xộn. Nếu như mà Thanh Tâm lần đầu tiên xem bộ phim mà không đọc qua cái summary cũng không biết ủa chuyện gì mà đang xảy ra, phong tộc rồi thủy tộc rồi Airbender là cái gì, mình cũng hơi rối. Nhưng mà nghe qua cái phần summary thì bắt đầu mình hiểu được cái câu chuyện. Khi mà Thanh Tâm xem phim, cái điểm mà Thanh Tâm cảm thấy là bị turn off, là bị tụt mút nhiều nhất đó là cái kỹ xảo họ làm nó nhẹ giả, tay nó còn giả quá, nó giả quá, nó giả chân à, cho nên là chỉ cái phần đó thôi. Và hình như những cái phim con nít đó là mình cho nó hơi. Thanh Tâm nghĩ cái đó không phải là vì phim của Nick mà là vì phim của Netflix. Netflix làm cái gì cũng có vẻ như là nó họ đầu tư chưa tới, cho nên là họ làm phim gì những là những cái phim mà cần những cái hình ảnh đẹp như vậy, cái kỹ xảo của họ mình thấy rõ ràng nó giả quá. Cho nên là coi cái phần đó thì mình cảm thấy là hơi bị xem thường chút xíu, cho nên là chứ còn ngoài ra thì tình tiết câu cũng chuyện được. Cái nó cũng thú vị, cũng hấp dẫn, có vẻ hơi mang hơi hướng của phim Kim Dung. đúng vậy. Đó là bộ phim Avatar The Last Airbender. Thưa quý vị, bộ phim thứ nhì là một bộ phim tài liệu về một cái nhân vật mà có lẽ tất cả chúng ta ai cũng biết, nhà thiên tài vật lý của thế kỷ 20, đó là ông Albert Einstein. Phim này thì Lê Minh Châu đã xem chưa và đánh giá như thế nào? Minh Châu đã xem hết bộ phim và Minh Châu rất là thích anh Thanh Tâm. Đây là lần đầu tiên mà mình có thể tiếp cận Albert Einstein ngoài cái Wikipedia về nhân vật này. Đừng nói Wikileaks. Không phải Wikipedia. Và em cũng không biết ổng là người Do Thái nữa đó. Nghĩ là người Đức, là người châu Âu, nhưng mà cuối cùng là có gốc Do Thái. Và cái bộ phim nó cho mình thấy cái lương tâm của ổng lúc mà ổng phát minh ra cái bom, cái lương tâm rất là cắn rứt khi mà cái thành quả của mình đạt được lại có thể hurt people. Thì mình cho thấy cái điểm đó mô tả rất là kỹ, khắc rất là kỹ, và trên cái gương mặt của người diễn viên cũng diễn rất là hay anh. Họ hóa trang đồ rất là hay, nhưng một cái điểm mà làm Minh Châu hơi rối là những cái dấu ấn lịch sử đó, mấy cái phân khúc mà họ để thời gian đó anh, nó hơi bị lộn xộn, mình khó mà theo cái chiều, hơi không có smooth, hơi bị messy. Minh Châu hơi bị rối lúc đó, hơi bị mất cái hứng lúc mà coi phim. Nhưng mà Minh Châu thích cái phần cuối của bộ phim, lúc mà họ cái hai người mà nói chuyện với nhau như một cái vở kịch gì á, mà thiệt sự là họ viết thơ cho nhau thôi, đúng không anh? Nhưng mà họ dựng lên giống như hai người đang nói chuyện với nhau. Minh Châu thích cái đó, và cái ending của bộ phim cũng rất là touching và có ý nghĩa cảm động. Minh Châu cảm thấy có đồng cảm với lại Albert Einstein. Còn anh? Thưa quý vị, là Minh Châu nói một cái điểm Thanh Tâm rất là đồng ý, đó là cái thông điệp chính của bộ phim này. Đó là khi những cái thành quả, những cái phát minh của các nhà khoa học vĩ đại trên thế giới, nó dùng để phục vụ nhân loại, nhưng đồng thời nó cũng có thể dùng để tàn phá nhân loại. Ông Einstein là cha đẻ của năng lượng nguyên tử. Ông không phải là cha đẻ của bom nguyên tử, nhưng ông là người năng lượng nguyên tử. Và nhờ cái năng lượng nguyên tử đó, sau này Robert Oppenheimer mới là cha đẻ của bom nguyên tử. Thì hồi đó thì mình biết cái điều đó. Và Albert Einstein là nổi tiếng với lại cái thuyết tương đối, đúng không? Mình biết cái điều đó, nhưng mà tại vì gần đây cái bộ phim Oppenheimer nó nổi quá, đang được đề cử Oscar. Oppenheimer là một lần nữa là về nhà vật lý học người Mỹ, là cha đẻ của bom nguyên tử, là cái thế hệ là đồng nghiệp của Einstein, nhưng mà thuộc tuổi con cháu. Nhưng mà là đồng nghiệp. Thì mình thấy cái bộ phim Oppenheimer nó đang là mưa làm gió, cho nên cái bộ phim này nó ra cũng kịp thời, kịp điểm, lúc thành ra muốn xem thử.
đúng như Lê Minh Châu nói, cái thông điệp chính của bộ phim tài liệu này nó chỉ là cái sự trăn trở, cái sự hối tiếc của Einstein là vì cái phát minh của mình vĩ đại như vậy nhưng mà cuối cùng lại được sử dụng để phục vụ cho một cái mục đích. Đối với nhiều người bây giờ họ nói là cái việc Hoa Kỳ mà làm trái bom nguyên tử năm đó để thả xuống Nhật Bản là một cái hành động cần thiết, tại vì nếu không thì cuộc chiến nó còn kéo dài nữa. Nhưng mà đối với ông thì ông vẫn cảm thấy đó là một cái vì cái phát minh của mình mà khiến cho nhân loại biết bao nhiêu người Nhật Bản phải chịu thống khổ. Thanh Tâm thì Thanh Tâm lại không thích bộ phim này. Tại vì ngoài cái mình biết được là cái sự trăn trở, cái sự đau khổ của ông, tại vì ông là người đã ký tên vào một lá thư của một đồng nghiệp khác gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ khi đó để mà nói là cần phải chế tạo bom nguyên tử này. Chính vì đó cho nên là Mỹ mới quyết định là bắt tay vào dự án Manhattan Project để mà làm ra bom nguyên tử và giao cho Robert Oppenheimer để mà đứng đầu cái dự án đó. Thì ông cảm thấy là ông có lỗi và ông vì mình đã ký tên vào cái lá thư đó. Nội dung cái bộ phim nó chỉ thôi. phần đó thôi. Phần đầu này nó thêm râu ria vào những cái để phần để kể về cuộc thế chiến thứ hai rồi này đó. Rồi cái việc ông phải trốn khỏi nước Đức như thế nào vì bị những cái mâu thuẫn với Hitler, những cái đó thì mình đều biết cả rồi. Và cái bộ phim này nó không thích ở cái chỗ là nó không có nhiều những cái tư liệu, hình ảnh tư liệu lịch sử. Tâm không thích những phim tài liệu mà nó dùng những cái hình ảnh nó gọi là traumatization, tức là họ dựng lại với người đóng để mà cái đó thì không phải là phim tư liệu, phim tài liệu nữa. Thành ra mình thấy Thanh Tâm không thích cái phần đó. Và những cái thông tin ít ỏi của bộ phim ngoài cái việc là cái ông cảm thấy nuối tiếc và trăn trở như vậy, ngoài ra nó cũng chẳng có những thông tin gì mới cho nên là Thanh Tâm cảm thấy không thích bộ phim này cho lắm. Thưa với quý vị, cuối cùng như thường lệ chúng tôi vẫn ưu ái giới thiệu một bộ phim châu Á. Phim lần này thì không phải do châu Á thực hiện, phim này do Hollywood thực hiện, nhưng hoàn toàn nói về cộng đồng người châu Á, và bộ phim đạt được tiếng vang khủng khiếp. Cách đây 2 năm. Mới năm ngoái thôi. Phim ra rạp năm 2022 nhưng mà vừa thắng giải Oscar năm ngoái, năm 2023. Bộ phim có tên đề rất lạ là Everything, Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. Phim này thì là phim lẻ. Nhưng mà Châu đã xem chưa và đánh giá như thế nào? Mình Châu xem rồi anh Thanh Tâm, và rất là thích bộ phim này. Nó lạ quá luôn, cái cách mà họ lồng cái câu chuyện gia đình vô một cái xuyên không nè, rồi khoa học viễn tưởng cũng có nè, mà cái câu chuyện nó vẫn xúc tích nha. Nhưng mà khi mà câu chuyện nó chuẩn bị nó tới một cái hồi mà mình nghĩ là mình có thể đoán được, nó lại chuyển qua một cái thế giới khác, một cái hoàn toàn một cái hướng thế giới đa chiều, multiverse, làm mình cũng bối rối như chính cái nhân vật chính Evelyn ở trong phim. Nhưng mà nó vẫn cô động, mình vẫn bắt nhịp được cái bộ phim cho từ đầu đến phút cuối. Là câu chuyện gia đình rất là ấm áp, và những người mà tị nạn châu Á ở Mỹ này, tất nhiên cái câu chuyện gia đình nó sẽ rất là gần với họ. Mình sẽ thấy hình ảnh của mình ở đâu đó trong cái bộ phim này. Mình Châu thích cái chỗ là diễn viên toàn là Á Đông, và nhất là Dương Tử Quỳnh lần này quá xuất sắc anh ạ. Diễn quá hay. Cái lúc mà she caught on với lại cái nhân vật của mình đó, quá dữ dội. I love this movie. Còn anh? Thưa quý vị, là Thanh Tâm cũng muốn thích bộ phim này nhưng mà không thích nổi. Bây giờ trước khi nói tại sao Thanh Tâm không thích nổi đi, mình sẽ nói sơ sơ qua một cái dữ liệu về bộ phim. Bộ phim như nhiều quý vị cũng đã biết là bộ phim được làm với kinh phí rất là thấp, như là chỉ có vài triệu thôi, nhưng mà đem về tới hơn 100 triệu Mỹ Kim. Và đặc biệt nhất là bộ phim này được thắng tới 7 giải Oscar. 7 giải Oscar không phải là một cái chuyện dễ dàng. Trong đó có những giải quan trọng như phim hay nhất, kịch bản hay nhất, rồi diễn viên chính, diễn viên phụ. Bộ phim này là tạo một cái đà thành công cho các tài tử châu Á ở Hollywood. Lần đầu tiên một nữ diễn viên châu Á thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Dương Tử Quỳnh. Và dĩ nhiên là nam diễn viên phụ Quang Kế Huy đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Một cái tạo một cái tiếng vang không thể nào mà tưởng tượng được. Thì cái câu chuyện của bộ phim nó quá lạ đi. Thanh Tâm hồi đó giờ đã không chuộng những cái bộ phim về multiverse, thế giới nó đa vũ trụ, tại vì Thanh Tâm không hiểu lắm. Thật sự bọn mình không hiểu cái vấn đề đó lắm. Thì mình hy vọng là cái câu chuyện này khi mà họ làm một bộ phim như vậy thì mà được nhiều tiếng vang như vậy chắc nó sẽ dễ hiểu. Mà lại cái câu chuyện là về một cái gia đình nhập cư người châu Á, cái hoàn cảnh nó cũng gần gần với mình nói, ok, mình xem thử.
Nhưng mà trước khi xem mình cũng đã chuẩn bị kỹ càng để đọc thử cái summary, cái giải thích để mình biết là mình biết mình cũng thuộc loại chậm tiêu quý vị, cho nên phải coi trước để mình hiểu. Đọc trước rồi, hiểu trước rồi, coi phim cũng không hiểu. Cho nên là phim này Thanh Tâm phải hổ thẹn mà thừa nhận là cái trình độ Thanh Tâm không đủ để hiểu bộ phim. Tại không xem phim mình nó ủa ok, không có cảm được cái sự hay của bộ phim. Vẫn hiểu đó là bộ phim này nó mô tả những cái thế giới như vậy để mà nó muốn nói là cái con người chúng ta nó có nhiều mặt này nọ, mô tả một cái thế giới xung quanh mình đang hỗn loạn và con người và một cái vấn đề đó mà có thể nhìn bằng nhiều góc cảnh, hiểu cái thông điệp đó. Nhưng mà khi xem bộ phim Thanh Tâm vẫn không cảm được cái hay của bộ phim, vẫn không cảm thấy thích thú bộ phim. Coi phim mà phải ráng thì quá mệt, chứ mới hơi mệt. Cho nên thật ra mình chỉ xem được có một nửa bộ phim rồi give up, phải đầu hàng, nói ok em thua. Nên em thua, cho nên là em thua và em xin thừa nhận là em không đủ trình độ để hiểu bộ phim này. Một lần nữa chúc mừng các nhà làm phim, nhưng mà với bản thân Thanh Tâm thì phim này không thích. Em xin phép được dẹp quá không đó. Và đó là phần tin showbiz. Chúng tôi sẽ trở lại với bản tin cuối trong chốc lát. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.